Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay ra ghe đáy của anh 5 tấn nữa nè cả nhà. Nhờ đóng nước ngày, không biết có đọt hay không mình cũng chưa biết được nha. Đây, anh này thì ổng đi câu nha. Có cá không anh? Rồi. Đây, ghê không? Cá nhóc không? Mấy con luôn. Vàng cá. Rồi, cá bự bự không vậy? Anh ghê câu, anh ghê câu. Quên. Ừ, cá nhóc không? Anh mời không? Anh ghê câu. Giờ anh Tấn anh tháo đáy rồi cả nhà. Mọi người tháo đáy đây. Mệt không? Tôi mệt quá. Mong là có đồ nha cả nhà ơi. Mình đó cũng tháo anh ạ. Đây cũng tháo, bên kia cũng chuẩn bị tháo nha. Quay đừng đăng báo nha. Thôi quay hai bộ câu anh á. Lên hai cái giạc là mình mới ấy máy phải không? Mạnh lên, mạnh lên, cố lên. Chẳng lên rồi cả nhà ơi. 5 phút nữa là lên tới thôi. Giờ anh kéo đục lên rồi cả nhà. Kéo đục lên rồi. Ấy có cái gạch anh ơi. Gạch rồi. Hả? Ờ được con cái gạch. Cái so gạch. Gạch quá. Cũng ăn ủi được phần nào. Có hai con còn cái gạch đó nha cả nhà. Ăn ủi được phần nào. Rồi, chuẩn bị từ từ lên nha cả nhà ơi. Rồi tắt máy rồi, kêu tay, giật cái đục rồi. Còn luôn cả nhà ơi. Ừ. Đó, cua, cua anh. Ôi, cua. Mấy con này nhỏ, có con bự rồi nè. Đó. Đó hết luôn anh. Nhiều quá, đó hết nữa. Cua chứ. Cua không đâu á. Có tôm sắt, con tôm sắt quá trời bự.
hết đồ rồi cả nhà ơi. Đây có cua nha, ghẹ rồi nha. Ây, giờ con cua ta chuẩn bị đổ ra nha cả nhà. Thấy cũng có hẻ rồi luôn nè. Câu đinh chung. Hiu quá bạn Dũng ơi. Thấy nhiều quá. Tủ tiền xăng hả? Có nghĩa ớt vậy? Chào. Đổ tiền xăng được, phải hơn chứ. Có ơi, có một cua nữa nè anh ơi. Cua bự này nữa không. Này nào cũng phải được chút đỉnh chứ. Chắc đủ tiền xăng. Dạ thôi. Ý da cua. Rồi cua. Quá trời cua rồi. Bò bò. Cua thôi. Bò. Con lao bỏ đây đi. Chút đem nghe vô rừng dục. Con lao bỏ. Ê coi chừng rớt cái kéo tôi luôn. Ở trên đây anh bỏ lên tôi. Tưởng đâu cái luôn. Kéo anh bỏ luôn chết tôi kìa. Kéo một câu rồi đó. Đó. Rất một đống. Cái nâu. Ghẹ là ghẹ bỏ đâu anh? Không đó. Được không? Ủa. Này không có đầu nhiều mà sao cá bông lao dữ vậy? Qua đây cái chiếu hình tính đó. Mấy hết mấy con của mấy con cụ bự rồi mà. Đó. Đây nè. Rồi. Lướt xíu luôn. Con cụ bự đâu đó anh. Dẹ. Bươi ra. Bươi chi? Bươi nó thấy hết rồi. Thôi nó bò ra đó anh. Không kịp đâu. Trời đi. Quá trời. Được cua chứ tôm này không có nhiều nha. Nè đây luôn nè. Thấy có một tua đây nữa nè. Đây nè, một cua dần á. Nước ngày nhờ cua hả anh? Cua thôi, hết tôm rồi. Đây có cái gạch đây hay gì nè. Đây, đây nè. Đây nè. Trốn hả em? Trốn Vinh Tấn hả? Nè. Cháu luôn anh. Chẹp. À. Được không? Rồi. Rồi. Bất cua rồi, vũ rác ra coi. Rồi được cái gì đây? Dầu không có đồ nó rác dữ. Cái bông lao không hả? Ừ, cái bông lao không.
lau bao lông. Chưa nước quá rồi mọi người. Chờ có trứng cái ốc đó mà cái ốc đâu ta? Đó, cua nữa đó. Cua nhiều quá nha. Cái nâu cũng không có nhiều hơn. Đấy, sáng nước rồi. Ghẻ nè. Cái. Chưa nó chưa thấy gì hết. Ừ. Mùa này mùa ảnh mà. Trộm càng tùm lum hết. Đây, này em chui vô trong đó luôn. Đây, bỏ đây. Đang rất khổ quá nha. Chắc cũng hết rồi. Ghẻ cua. Quanh này này, cái nào quá trời luôn. Gỗ luôn. Này hết hả? Cái gấm coi trời. Đó, còn cua luôn. Hay hay không chứ không biết. Từ hồi nhận làm tới giờ bị mấy lần rồi. Bị mấy trận rồi. Cô gì nói. Lắp quá trời nè. Tết hả? Tại đó đây chút gần dục luôn. Ôi, thành quả được như đây cả nhà ơi. Mấy cái nâu. Có cua. Được như tôm nữa nè. Cua nhiều không anh? Cua mấy ký. Mấy ký cua. Con tới chẹt giặt kìa. Đây được có ghe nữa. Con này anh đóng hồi hôm nha. Anh đóng hồi hôm được đó. Con nhờ mấy cua này ra lóc trắng luôn á. Đây được mấy mực nè, nãy được mấy mực chứ hôm nữa nè cả nhà, được như đây chắc tí mấy mực á. Cái dưới hôm nay cứ hôm nè, nãy được có 2-3 con mực gì à. Ừ,
không được, không được buông mấy con cua đó, còn tích nữa. Ê, có con mực này nó chết rồi anh ơi. Rồi, kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà hãy thương cho một like và một lượt đăng ký nha. Chào tạm biệt anh Tuấn ơi. Chào tạm biệt cả nhà nha.